Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi Xoáy Tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, ngày hôm nay anh Đỗ Dũng có việc bận, cho nên chúng tôi hầu chuyện quý vị một mình. Để bắt đầu thì chúng tôi xin nói một cái câu, người Mỹ có một cái câu nói như thế này: You cannot cheat yourself. Chúng ta tạm dịch đó là chúng ta không tự lừa dối mình. Chúng ta có thể lừa người khác, nhưng trong lòng chúng ta biết là chúng ta nói dối hoặc là chúng ta nói thật. Nhưng mà trong tiếng Anh nó có một cái chữ là pathological liar. Xin mạch kỹ thuật cho xem cái mảnh laptop của tôi. Và theo cái định nghĩa của trang dictionary.com thì họ định nghĩa rằng là cái người mà được gọi là pathological liar là một cái người lúc nào cũng nói dối thường xuyên, và nói dối không có mục đích, mở miệng ra là nói dối. Tiếng Việt mình có thể dùng cái chữ là nói dối như cuội. Thì trong cái thời đại của chúng ta, chuyện gì cũng được ghi lại một cách dễ dàng và được thu hình. Thì ai là cái người mà chúng tôi muốn nói đến với cái chữ là pathological liar, một cái người nói dối thường xuyên? Trong cuộc tranh cử để giành cái chức ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ đại diện cho Đảng Cộng Hòa năm 2016, Thượng nghị sĩ Ted Cruz lúc đó lên tiếng trả lời cho một người đã bịa đặt một cái câu chuyện là bố của ông là cái người ám sát, tham gia ám sát Tổng thống JF Kennedy. Thì Thượng nghị sĩ Ted Cruz lúc đó nói cái kẻ nói dối đó là ai? Xin mời ban kỹ thuật cho xem mạng laptop của tôi. I'll tell you what I really think of Donald Trump. This man is a pathological liar. Ông nói, để tôi nói cho quý vị biết cái con người của Donald Trump là gì. Đó là một pathological liar. Đó là một kẻ nói dối. Lời đó không phải của tôi, lời của đương kim thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas. Trong cái việc này, những ngày hôm nay nó bùng lên với những cái cuộc điều trần ở tại Quốc hội của Ủy ban điều tra ngày 6 Tây Tháng Giêng. Bắt đầu bộc lộ ra cái con người của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông là một người không tôn trọng hiến pháp và không có một cái niềm tin nào ngoài cái sự ích kỷ của chính mình. Và ông dùng những cái gọi là những cái luận điệu áp đặt người khác để mà cùng nói dối cho ông. Và chuyện đó chúng ta chứng kiến trong tất cả các cuộc điều trần vừa qua. Ông Donald Trump áp lực lên các viên chức chính phủ, lên các viên chức chính phủ liên bang, chính phủ tiểu bang, những người liên quan đến chuyện bầu cử, để mà nói dối là cái cuộc bầu cử gian lận. Nhưng mà chúng ta lắng nghe từ hết cuộc điều trần này sang qua cuộc điều trần khác, từ hết người này sang qua người khác, đều nói một chuyện không có bằng chứng. Rồi có những người bị áp lực mạnh mẽ, kinh hoàng, đến từ một tổng thống Hoa Kỳ trên cái cuộc đời cá nhân của họ. Nhưng mà có những người họ không có mù quáng mà nói dối theo ông. Vẫn có những người cho rằng là họ không thể nói dối. Họ không thể nói dối vì không có bằng chứng và không có thể nào phản bội cái lời thề thiêng liêng của họ, trung thành với hiến pháp của nước Mỹ. Và đó là cái điều mà chúng ta chứng kiến trong cái cuộc điều trần lần thứ tư diễn ra vào ngày hôm qua thứ ba 21 Tây tháng 6 của các ông Brad Raffensperger là Bộ trưởng Bộ Hành chính của tiểu bang Georgia, của ông Gab Sterling là cái người giới chức bầu cử cao cấp của tiểu bang Georgia phụ tá cho ông Raffensperger. Và chúng ta nghe lời điều trần của ông Rusty Bowers là chủ tịch hạ viện của tiểu bang Arizona. Tất cả ba vị này
đều là người đảng Cộng Hòa. Nhưng trong cái cuộc điều tranh của họ đều cho thấy một cái điều là họ trên cuộc đời này trong đảng Cộng Hòa vẫn có những người tôn trọng sự thật, tôn trọng cái lời thề của họ với hiến pháp của nước Mỹ là không có dung dưỡng sự thật. Đó là những gì mà chúng ta được nghe trong cuộc điều trần ngày hôm qua, và họ nói những điều gì mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh về cái tinh thần sự thật. Thưa quý vị, chúng tôi xin bắt đầu với cái việc là trong cái lời mở đầu cái buổi điều trần, nữ dân biểu Liz Cheney cũng là một đảng viên Cộng Hòa, con gái của Phó Tổng thống Dick Cheney. Bà đã lên tiếng là ông Donald Trump không hề quan tâm đến cái sự bạo lực xảy ra do cái hành động của ông. Ông cũng không lên án và cũng không làm gì để chặn đứng bạo lực trong ngày 6 Tây Tháng Giêng. Và ông chỉ rêu rao một cái chuyện là bầu cử gian lận. Và bà Liz Cheney kêu gọi tất cả chúng ta bỏ qua một bên cái quan điểm chính trị của mình, mà chúng ta chú ý những cái sự thật. Bởi vì chúng ta không thể nào để cho nước Mỹ trở thành một cái nơi chỉ có những cái âm mưu và để mặc cho cái đất nước này cho những kẻ côn đồ lộng hành. Xin mời quý vị lắng nghe cái lời nói của bà Liz Cheney. The point is this. Donald Trump did not care about the threats of violence. He did not condemn them. He made no effort to stop them. He went forward with his fake allegations anyway. One more point. I would urge all of those watching today to focus on the evidence the committee will present. Don't be distracted by politics. This is serious. We cannot let America become a nation of conspiracy theories and thug violence. Thưa quý, finally, I want to thank. Chúng ta vừa nghe bà Liz Cheney nhắn nhủ, khi chúng ta xem các cuộc điều trần, chúng ta chú ý vào những các sự thật, những cái dữ kiện được đưa ra, và không để cho nước Mỹ trở thành một quốc gia chỉ bằng âm mưu. Chỉ có những âm mưu mà chúng ta thường lên án chỉ có nằm ở trong các quốc gia độc tài cộng sản, nơi có những cái thâm cung bí sử mà những người dân thường không được biết, để che đậy những cái mưu đồ của những cái nhà chính trị độc tài. Nước Mỹ không phải là nơi như thế. Và nước Mỹ, theo lời bà Cheney, chúng ta cũng không để nước Mỹ trở thành một nơi để cho các kẻ côn đồ lộng hành. Thì những cái bằng chứng nào chúng ta lưu ý trong cái việc này? Trong cái cuộc điều trần ngày hôm qua, chú trọng đến cái việc ông Donald Trump gây áp lực cho các giới chức bầu cử ở tại tiểu bang Georgia, tiểu bang Arizona, là những cái tiểu bang mà cái chiến thắng giữa người thắng cuộc và người thua cuộc trong cuộc bầu cử năm 2020 phải nói có một cái khoảng cách rất là mong manh. Ông Donald Trump ào ạt nói rằng có những cái sự gian lận ở tiểu bang Georgia, ào ạt nói những cái sự gian lận ở tại tiểu bang Arizona. Nhưng các viên chức của chính ông Donald Trump nói gì trong ngày hôm qua mà chúng ta được nghe? Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr, người của ông Donald Trump, người trong chính phủ của Donald Trump, ông nói: tất Bộ Tư pháp điều tra rất kỹ lưỡng ở tại Georgia và không hề có những cái sai phạm gì ở những cái thùng phiếu, ở những cái vali đựng phiếu ở tại Fulton County, Georgia. Đó là lời nói của cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp dưới thời ông Donald Trump. Xin mời quý vị nghe. Took a look, hard look at this ourselves, and based on our review of it, including the interviews of the key witnesses, the Fulton County allegations had no merit. The ballots under the table were legitimate ballots. They weren't in a suitcase. They had been pre-opened for eventually feeding into the machine. All the stuff about the water leak and that there was some subterfuge involved, we felt there was some confusion, but
but there was no evidence of a subterfuge to create an opportunity to feed things into the count. So we didn't see any evidence of Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr điều chỉnh nói rất rõ ràng. Những cái cáo buộc mà của bên phía ông Donald Trump đưa ra, những cái vali để dưới gầm bàn, hay cái lời của ông Giuliani nói trong các cuộc họp báo, chúng ta nghe câu trả lời rất rõ ràng: không có bằng chứng, chúng tôi điều tra rất kỹ. Mà trong Bộ Tư pháp không phải chỉ một cái lời nói của cựu Bộ trưởng William Barr, còn những người khác nữa. Câu chuyện tiếp theo ra sao, xin quý vị tiếp tục giữ băng tần SBTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại.